nghề quá trời luôn cả nhà. Ba chú cháu đi đổ mấy cái dương nguyễn bữa mình mới đặt lại đó cả nhà. Ba chú cháu đi đổ nha. 5 cái. Dạ. Khủng. Xin chào cả nhà buổi trưa. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Giờ cũng buổi trưa rồi cả nhà. Tầm khoảng 10 giờ mấy á. Thì ba chú cháu sẽ đi đổ mấy cái vớn 5 cái. 5 cái vớn miễn mình đặt cái đường kinh nè. Ông Sáu có đi nữa, nhưng mà ông Sáu ở đằng kia, ông Sáu dọn dẹp rồi, ông Sáu dọn dẹp cái mấy rau muống rồi này nọ, ông Sáu không có đi. Ba chú cháu mình đi. Mình đổ dài trên kia đổ về ha. Giang lôi cái xuồng, lôi luôn chị Hai luôn. Còn chốt thì đi bộ trên bờ. Kìa Út, Út, Út. Út. Cái bông rau muống. Gì? Làm gì Út sừng là gì? Dính, cái gồ. Cái gồ. Cái gồ. Lên xuồng cho coi coi, thấy chưa? Lên xuồng, lên xuồng, lên xuồng. Chào bữa ba chú cháu mình hả đi đá nước bắt cá rô nè. Giống năm ngoái nè. Trời. Ba nó tới đây kéo ngang hay gì nè. Vô nha. Rồi đi hay với ta. Rồi gớm thiệt. Mình đang bữa nay chương trình của mình là đổ vớn mà. Kè Út dính rồi kìa. Thôi để vài bữa đi, hẹn cả nhà vài bữa đi. Ba chú cháu sẽ đi đá nướng bắt cá rô cho cả nhà coi. Thôi đi đi Giang ơi, nắng lên rồi Giang. Cá Út chi cơm sâu rồi thấy không? Ổng ổng vô. Cái này là chưa còn cái trên kia đúng không Giang? Ấy mà cái đó là cái tăng cường. Thì đổ rồi đổ hết chứ. Mình đi bộ lên chỗ đi, mình xách cái hộp chỗ mình đổ được không? Đi hả? Xách thùng đi chứ chỗ này sao đi, cái vậy rau muống đâu qua chứ. Thấu xi. Chết lại. Cua bò gì thế lọc ướt nhẹp kìa. Đi ta đi lên đường. Con cá lóc gì? Nãy thấy phóng kinh đùng. Cái bự bự. Bự dữ quá. Cả ký luôn không? Nhiều con ký à. Nhiều con ký không? Đi cái này đi lơ mơ nè, ốc nó ăn đò. Đó cá phóng đó. Mình đi đổ cái bên kia trước đi cả nhà. Theo thứ tự chứ. Ở trên đó người ta cũng đang bắt cá hay gì ha. Bò. Rồi cái hôm trong lủng gì? Phải không ta? Không phải, giá rồi.
giờ cương nhốt nghĩ cá ít hả? Nãy giờ cương nhốt nghĩ là cá ít. Đây là cái xa nhất. Cái ba hôm. Ôi trời ơi, cá lóc. Chưa nghe, từ từ nghe, có ớt với cá lóc á, để viên nghe. Có Út có cầm cái túi heo không? Có. Cầm túi. Trời ơi, tới công chuyện rồi. Gì vậy? Sao tới? Làm sao hả? Sướng ngại quá. Ôi, có mới cái sạch cái rô ngon quá. Hai con lươn trời. Có lửa không? Bắt nó chứ đi. Hai ba con hết luôn. Ê! Ê! Lũng đâu vậy? Trời ơi cái miệng. Cho nó vô túi liệu. Cá chạch thế nè. Tét nữa kìa. Có ớt không? Ớt thì cho túi vô. Cho túi vô ớt trước. Ơ cho ớt vô túi trước. Một em. Coi sắp sắp rồi còn hai ba cái chạch gì không nha. Còn ớt nữa. Hai em. Còn nữa không? Đi con lươn. Lươn đâu đi, nãy tao bỏ vô con rồi nè. Đi con. Hai con. Sao lủng đâu kỳ ta? Chân đây nè. Trời, tao chế thằng kia luôn. Quá trời cái rô. Rô bụi mà mặt không. Rô luôn. Đỉnh. Được hai con ớt nữa. Nhiều rồi ăn không hết. Mà mình có tới 5 cái như vậy là đẹp luôn. Có cái này xa mình không chống xuồng nên thôi, còn mấy kia nó tới xuồng mà. Mày nhớ này không? Hả? Ở đâu? Phùng luôn. Ở đâu phùng? Hồi nãy có cái có đem theo cái hao không? Cái hao để đổ cá ra lửa. Ở trong khoảng thời gian ấy thì con với Út lựa luôn cho nên về nhà mình khỏe, về nhà cái mình nấu mình ăn luôn. Cái giống thứ hai nha. Trời ơi, cua dữ lắm, cua rồi, trúng rồi. Cả 20kg không? Do định điểm con với Út đặt 12 cửa ngục, còn 20kg cua bắt nó hoài luôn. Nào giờ chưa thấy luôn. Con ốc thì bao la luôn, cả tấn dữ á. Ừ. Ngày qua mẹ của Nguyễn nó có lấy ốc cho cá ăn đó. Đem về có ai đem về đi kiếm sáu số mấy. Wow. Ồ ồ. Cá nó nặng như khúc dưới đó nhiều hút ha. Đậm nó lại nghe hơn nữa. Tính chơi đừng trốn mà. Ủa cái cá lóc, cá lóc, có cá lóc không? Cá lóc bự. Trời ơi, một khúc luôn. Cá lóc nắp hết trơn. Từ từ mới được. Không, cái này có cá lóc kìa, vô đây nó phóng à. Trời ơi, một khúc luôn. Quá trời, chúng bánh cá rồi cả nhà ơi. Nước rút rồi, cá nhiều quá. Cái bữa nay ông Sáu cũng có đi đổ cả nhà nhưng mà không có nhiều bằng bữa nay. Mồi nó cá lóc kìa. Điếm coi mấy con. Mấy con nhiều dữ ta. Mạnh quá. Từ từ. Cá chì trắng, có cá chì trắng nữa nghe, cái tai đó. Có một. Ủa cá bự vậy? Ê. Chắc vậy.
Cái bự vậy? Con bự nè, bự nữa kìa. Ba. Bốn. Trời ơi, còn nữa nè, nó đang con nữa nè. Năm. Sáu. Đó, còn kìa. Cái gồ hết hồn cái gồ. Bảy. Bảy rồi đó. Dưới một chút coi. Cái đạn không có cái lóc mà cái này vậy. Còn nữa vậy. Còn gì vậy? Có. Làm cá nhảy ra mặt hồ quá nha. Kìa kìa, còn có kìa. Chín. Ủa con lươn nữa kìa. Ồ, luôn còn hai ba con là Út ơi. Đổ con đi. Nó ngồi lên chụp. Đó, đổ con luôn. Dán dán cái này. Ừ. Còn con chuối dưới rồi. Đi, đang đổ vô thao quá. Đổ thao lắm. Cưng cột đi, Út chạy vô sách lần nè. Út đưa tuốt rồi. Kêu con cái rô rồi. Nó nhảy xong rồi, nhảy ruộng rồi. Rồi, đi. Đi. Con ốc trong ngày hai chú cháu lựa. Nó lập được chín cái lóc. Phải chín không Út? Hay mười? Còn nhiều mà, hai ba cái, ba bốn cái rồi phải không vậy? Ba cái nữa. Mới hai cái à. Ốc mình bỏ lại trong cái xô đây nữa cho bác cháu nữa chúng lấy về chắc. Bây giờ đổ lên ruộng mình nó ăn muốn ăn hết. Ở diện xô cá Út đổ ra có nhiêu đó trời. Có nhiều chứ nhiều. Giang, xô cá Út đổ ra có nhiêu đó trời. Thì xô mới đổ ra nhiêu nè. Mang xuồng cá về coi. Mang xuồng cá xì. Xuồng cá đi. Túi cá lóc này đây nè. Chị mà bữa mình cướp vô không có cá lóc đâu. Ghe nó giờ trống hơi nặng. Còn thùng bê đó đựng cái gì vậy? Cua. Thằng nào đựng ốc? Hai thùng ăn mà. Thùng nào đựng ốc? Không có chỗ định đổ ra ngoài đi, đổ xuồng á, còn không đổ đây cũng được, mình thiếu đồ nghề quá. Nhớ mấy năm trước là mình cá này mình đổ cái rô này nè, cái chốt đó đỉnh điểm 12 của một chốt, 1 cái 12 của một, 40 ký cái rô này nhớ hoài luôn, mà đâu có đi đổ có anh Bảo nữa. Một mẻ. Lùa gì dễ nè. Lùa cái gì mới dễ.
kéo qua gì? Qua Út, bỏ điện thoại lửa tiếp Út. Trời ơi, cái con phi nó còn vậy không ra gì chứ. Phi nó sợ ai? Ba chú cháu bị lộn trộn ở trên cái xuồng. Rồi hả hầm mình chắc mau lên. Xíu nữa à, để họ nó tới đó chị lên bờ được rồi, chị không ngồi xuồng nữa. Lúc đó đi được rồi phải không? Nè, xác chị lên lên. Sợ mấy cái chỗ sâu đi qua không được. Xịn nổi hứng là. Vừa phải thôi Giang ơi, có năm nè, có đụng đâu, nó cũng trâu chứ nè. Có năm mấy ký là mới ghê. Cả đổ đi, tiếp tục đi. Cứ đổ. Lo mà cái túi này đựng cá lóc không đủ nữa nè. Ủa bây giờ cái chặt bỏ đâu tao quên rồi đó. Có chặt nó giờ chưa có lựa. Bỏ đây luôn được không? Không. Bạn số lượng nó ít. Không. Chứ bỏ đâu? Lương lại có cái lắp nữa thì sao? Còn lương bỏ đây. Này, vậy muốn bỏ đâu nó bỏ luôn. Vậy ốp cái móng kìa, bỏ đi móng kìa. Nhiều lắm hả? Nhiều thì gạn. Nấu canh thì nhỏ hơn. Tới nữa hả quê? Còn hơn hồi nãy nữa.
xuống cho nó đụng mắt cá lóc dưới đi, chỗ lật cái thao này đỡ dễ ăn luôn. Cá lóc dưới đi. Đây cái túi của chị nè, chị đang cầm nè. Sức kia cái túi cá lóc kìa, nó vịnh hoài sao mà bắt bỏ vô được. Thằng ơi, cá lóc không sợ mất, sợ mất cái gì trời. Thằng ơi. Một. Nãy hơn nãy chín không mười. Một. Chắc nha, không đảm bảo dưới cái này là còn nước không ha, khu nước này. 12. Lươn nó nấu chua được nha. Nó hấp xả nó không chua chứ không có gì nha. Còn con lươn hả? Cái còn nữa đó. Ôi, tính sao? Ê, còn cá còn rồi nha. Còn sót con. Tên này tôi xí à, bỏ vô đây tôi à. Cá này nó xỉu rồi, Út không sợ nó phóng luôn. Út điện. Trời ơi, cá rô. Không, ơi, cá này thả nè. Thôi. Thả xuống xe vỏ. 11 con luôn trời. Vậy là 11 con cá lóc có lạnh này. Cái lạnh bằng đây cá rô nó bự hơn, rắn là Út cũng thấy không Út? Cũng thấy nó trội hơn, nó tròn hơn. Mới mấy con bự nó mạnh thì lúc nào nó cũng phải nằm trên vậy đó. Một cái đó. Xô của mình hồi nãy chưa rửa xong nữa còn. Kia trước. Trong cái bầu nó cũng ụt quá ở ngoài nó. Mình còn hai cái nữa. Cái này như cái ngay chân cái chò chống dịch của mình.
đồ đông cho mấy đứa nhỏ, mua đồ lạnh cho mấy đứa nhỏ á, mua mà tới bữa nay hết lạnh luôn mà nó chưa giao. Tao ăn cầm đi. Bị gì? Lương. Lương hả? Kêu Út kìa. Đúng rồi. Rồi, chuyện cái đất kìa lương. Ngày ba con lương tôi gửi. Đúng rồi hả? Lũng ngày ngày này sợ nó dù giống nãy. Chưa đi chơi gặp hai con. Giỡn nó chạy mà chú Út mà lựa cá không xỉ. Có cá thì biết nhiều con. Lâu. Nãy giờ trong đây mình được mấy con lươn, Út nhớ không Út? Út sẽ không nhớ đâu nha, Út không bao giờ nhớ. Cá nó ụt quá chứ. Nó ụt trong cái bầu mà ở ngoài nó cũng ụt luôn. Cái rô đã ha. Rồi đây có cái rô. Đầu mùa thì cá linh, cuối mùa cá rô không? Rồi năm nay thôi con thấy cá chi vàng nó ít cực kỳ luôn nha. Dớn luôn mà mình không có. Lạc này dữ lắm Lương rồi Giang ơi. Giỏi cá lóc luôn nữa kìa. Cá xỉu tới con nè. Ơi, cậu ơi. Ở đâu vậy? Dù không. Ui, sao mấy món chạy gì? Rồi cá lóc không. Trời ha. Còn con lươn đó. Hai ba con. Kìa còn cái đuôi kìa, tao đổ. Đi bắt cho. 27 cá lóc rồi nha cả nhà. Còn con lươn nè. Đâu. Còn con nữa nè. Cá chốt. Chừng cái chốt kìa. Còn hai con, ba con nữa kìa. Thì đổ ra sao đi. Sao được. Nè, kéo xuống đấy chút nữa. Vậy nè. Ba con lươn nữa. Vậy là cái lạp này 5 lươn, 6 lươn, 7 lươn. Chê mặt cá chê năm nay quá ít luôn. Bỏ giống lùn mà không có cá chê năm quá. Năm trước là mùa này mình đánh đúng cá chê vườn mình ăn cái nhà có. Năm nay cá chê khô tiêu thì cá chê vườn khô tiêu chưa có. Có bữa đâu đổ 12 cái ngục dốt được bữa đó tới giờ luôn. Bỏ không? Bỏ lương vô túi không? Bỏ. Còn con lươn. Còn một con lươn nữa. Chuối cho chuối. Vô là dính lên. Ủa cái vô con nào nấy vậy? Này không tiêu cái là sao? Không bầu.
cái gì được 2 cái trê. Trê này bỏ đâu quên ta. Luôn rồi Giang. Vậy út nướng nó liền không? Vậy út lấy cái hồ cá của con á, vậy ông kia điện để trên giường nó luôn, ngắm nhìn nó, đường con cá chặt gì vậy? Qua cá, cá ơi là cá. Cuối cùng là sáng nãy thấy có con ếch nữa đó nha. Đổ thao luôn ha. Vậy là cảm ơn ơi. Nữa hả? Nó hư luôn chứ nó lủng. Ủa lủng hả? Gì lủng quá ta? Nó hư. Cái này nó hư sang tay gì à? Chứ không có lủng. Là hên nữa ở đó quay này chắc hay ít bự nữa. Chạy giống chạy con cá sấu với trời. Cá sấu chạy trước à. Cá sấu là chạy với chú chạy trước à. Bỏ mày luôn đó. Nó cắn mình cái vô xỉu chân rồi nè. Ghê vậy. Sao cá mấy cái lạp này cá xỉu ta? Có lượng. Có lượng nữa rồi. Thôi ếch cá lóc bố xua. Phút nữa rồi. Xỉu chân rồi. Nó phóng lại cái lóc là có nha. Nó hết đi cái lóc khóc rồi đó. Còn vô bỏ 2 băng lóc. Ô, cá lóc. Cá lóc bỏ bên này được, hồi nào mà ếch nó bỏ nè. Hồi nãy ếch bỏ trong túi cá lóc luôn. Ếch bỏ vô cái bê đi sao mà. Chèn cái lóc luôn hết rồi trời. Còn kiếm ếch bắt chứ. Cái lóc đồn trời. Trời ơi, cá vô với ấp cua kiểu này. Bỏ vô đây luôn. Bỏ vô đây luôn. 5 kg nữa.
hơi nặng rồi đó chứ không bao nhiêu thôi. Ê, có một lươn bự. Bỏ xuống đi, bỏ xuống luôn đi. Nó đầy cái... rồi. Trời, một con cá luôn rồi Giang ơi. Ê, lụm đựng con cá lóc nha. Sót nè. Lụm đựng con. Rồi quên, hồi nãy 27 rồi, chắc giờ này mấy nữa. Đếm cút. Nó hình ở ngoài 4 con nè. Còn cút sót nữa là 5 con. Là 5 con. Rồi tranh thủ giọt. Lên xuồng dơi. Đây cả nhà. Mình đổ gom hành quả của mình nó lên đây nè. Rồi. Bao nhiêu đây không là đủ bữa ăn rồi nè dây. Cái chốt với cái chặt. Đây, cái này là cua. Ớt được mấy con? Được mấy con. Vậy chứ túi rồi. Con này cá lóc cả nhà. Rồi. Tâm điểm của mình ngày hôm nay là cá lóc bự, cá lóc nó ú không nổi. Bữa nay cá lóc bự luôn nè. Cá lóc thằng làm khô mấy đợt rồi là không có bự được như vậy nè. Cá nhỏ nhỏ vậy nè. Cá lóc làm khô á, bán cá lóc cứng nhỏ nhỏ vậy nè. Hôm nay sao trúng cá lóc bự không à. Quá ngon. Ở bên này một thao cá rô luôn. Cá rô này thì bây giờ mình sẽ lựa cá bự mình ăn, còn cá nhỏ chắc mình thả xuống ăn hết đi. Còn cho chú Út với Giang nửa món nữa. Còn nhắc muốn ăn lựa mớ hơn, quay đừng lựa nhiều quá, quay lựa con nào tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì sao? Dạ, dài nhiêu, rộng ngang nhiêu. Nè.
làm món ăn gì thật là đơn giản thôi cả nhà. Gì nội mình ngầm lửa thì không có mất thời gian lắm rồi. Vô mánh cá lóc. Mặn cá lóc không? Gì không? Mặn ăn cá lóc không? Ai biết tùy Út mà, với Giang này với ông Sáu kìa, muốn ăn món gì thì làm thôi. Cá quá trời, nó lương hết gì. Cá lóc, cua, cá chậm, cá chốt, tùy mọi người. Con này được không? Ngon à? Cư hoài luôn. Trời ơi trời, cá rô, cá lóc. Hôm nay chú sẽ làm món cá rô, cá lóc chiên xù. Ăn cơm chưa? Mắm tép. Mắm à, tép nha mọi người. Mắm tép. Ủa, hai cá lóc này là hai cá lóc ú nhất. Rồi, vô. Rồi cá lóc bự nhất và cá rô bự nhất mình chiên xù nha cả nhà. Tại vì đi về cũng trưa rồi. Cái rô từ từ đi, sợ không đủ dậy. Dưới đây thì hàng có chuẩn bị rau sống nè. Mắm tép thì ăn với cái này là rất là hợp luôn, cái trái đậu rồng. Đậu rồng, cái này là lá cốc. Rồi hẹ, rau nhím. Trong vườn mình có cái gì thì mình hái cái đó thôi. Đậu rồng này là hàng xin của anh Nguyễn nha, trên nhà chị Duyên. Chị Duyên Nguyễn. Ủa sao nó hết sẹo ốc ngu à? Chưa đổ vụ cá mà bự quá mà, cá hai cá lóc bự rồi, nó hết rồi. Cái tăng lửa lên lại. Nó đang sao từ 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 từ. Cá ú ghê ốc. Đỉnh lưng ra. Cá này ú. Cái này vô mánh cá lóc với cá rô, ăn cá lóc với cá rô. Nó về mà nãy chú trả về bắt được mình chiên nó là chiên xù. Cột cái lóc nước ra luôn. Quá thơm. Thơm hai con cá lóc rồi. Rồi được luôn. Ủa vàng. Nè. Nước về thấy thèm không? Quá chẳng. Xù ngon. Cá để dư cái dĩa luôn. Nhà nó cong rồi đó. Giòn luôn. Mấy cái gô đó được luôn rồi đó Út ơi. Giòn chưa? Cái gô Út không có thấy nó vàng nổi đâu. Út mà thấy nó vàng là nó khô luôn. Vàng xong luôn. Thịt đi cái dĩa cá bữa nay rồi. Quá chất luôn. Xong một món. Mà không bớ mày muốn nhậu. Đẹp quá. Giúp gì chạy ăn cơm đi giờ này. Chạy ăn cá bụng mình chết luôn. Cái vô ngoài cái lóc khủng. Mắm tép này cái nhà, mắm tép này bác Sáu mẹ anh Nguyện làm trộn sẵn cho luôn nè. Đậu rồng này của vợ anh Nguyện trồng. Cá này là mình lửa vớt nha cả nhà. Là món đơn giản thôi tại vì đói bụng quá rồi. Cá chiên xù. Đậu rồng hột tím. Đậu rồng tím á. Đậu rồng tím. Đậu rồng tím. Ngon vậy. Đậu rồng mới. Cái rô cá lóc chiên xù. Cá lóc hầm ạp. Rau, dưa leo, đậu rồng, chuối chát, chấm vào mắm tép. Con cá mà béo không bao giờ chiên như vậy.
xin mời cả nhà ăn cơm trưa. Cơm trưa của gia đình Bông Lúa Đồng Tháp gần 2 giờ cả nhà ơi. Tại vì cá nhiều quá đó, bắt lựa rồi bắt mằn rồi tùm lum hết trơn chứ phải cá ít gì đâu có. Ủa ba nãy Hùng vô cái bồn lươn của ba con với Út Dương Giang Hùng mười mấy con lươn nè. Thả vô hả? Thả vô. Mời cho ăn cơm. Mời nhận cơm. Tháng tháng sau mình lấy lại 5 con được rồi Út. Mời bữa được rồi. Gấp quá. Gấp quá. Im lặng cái Giang. Khui cóc bự làm sao không? Vàng giòn hết trơn rồi sao? Vàng chế. Ủa ngon mà. Ừ. Con với ba. Lên khó. Cá nó mềm mập. Đây nè. Đó, còn chỗ đó đúng rồi. Chiên thù da mà nó giòn. Lên khói. Mình bẻ chỗ này trước đó, nha. Cái đó mình kẹp vô. Chỗ đó có xương nha, coi chừng có xương cái tí tí. Tấm tép này coi chừng ớt nha. Ừ, ở đây. Cơm đi. Xin mời cả nhà. Bữa nay mình gia đình mình tại giờ sắp chuối về phát hồng ha. Con á. Thăm năm của dân Nguyễn mình trúng cá quá trời cả nhà. Mời cả nhà. Cá xương xù. Xương. Cá lóc luôn. Mời cả nhà, cá lóc xương xù. Cọc mắm tép thêm đủ dầu. Sao cái này nó không chạy cua nữa hết không? Mà chạy cá rồi hả? Cá ít. Đâu có. Bữa nay con nghĩ chắc bữa con Út 7 cái 12 cái ngục 20 cái cua, bữa nay 5 cái vớt cái gì cũng 15 cái. Tại khúc trên nguyện cua nhiều. Khúc trên nó cua trắng lại. Cua nhỏ mình còn dưới mình ít. Nước dân biển của mình dưới này là lúc dậy là cá nó nhiều hơn cua. Cua sáng còn đỡ cái cua. Cá lóc còn trắng. Giòn. Nó hả? Như bánh cha mình. Không, mình giòn ở ngoài, ở trong nó trắng vậy nó mềm, nó thơm. Nước bánh tét vô. Trời trời tức mày. Nhìn đó hả mày? Dứt liền. Nhan ít có bệnh quá. Mà cả nhà ăn cái rô, sao giờ nhìn hoài luôn. Hết hồn đứng gì. Rầu nhỉ. Có đậu rồng đó. Đậu rồng nó ăn với quán tét ngon tàn sát. Để phim té ghế luôn. Về phim nhìn thấy mọi người ăn. Đúng rồi, ngon té ghế. Ngon té ghế. Té ghế. Chưa ăn mà còn té rồi kìa. Ôi vậy mày thấy Út đâu có dám ngồi ghế. Không, ở đây Út đâu có ngồi ghế. Tao biết món này ngon, tao thủ rồi, dễ. Ghê, chấm dính nè. Chấm không dính một miếng luôn á. Dính chưa? Trời ơi, cái giò xình không Út ơi. Cái màu cái vô không giòn vậy? Giòn, đảm bảo. Giòn. Cái rô vậy. Con cá rô không bao giờ nó vàng nổi đâu. Mà cái nhà cá rô nó trong đỏ luôn, còn gì nữa. Nè, đút cắn thử cái. Giòn. Giòn hả? Giòn mà. Ừ. Vậy chứ con có nó không giòn đâu. Hồi sáng cá rô đó theo như mình giòn lại mình ủ được hơn thật. Ủa mấy này Út ủ nước mắm chưa? Ừ. Út có ủ thật nào không? Còn ăn. Là không còn, năm nay không ủ hả? Ừ. Ừ. Để gì cho nó thấm vậy? Mình cặp vô miếng cá mình vớt cá đâu, có cá chưa? Đấy, thằng ơi. Lắm. Gì chứ? Dài là quá trễ mọi người quá đó.
xưa lăn gì nữa mới thấm. Mình chiên xù ăn được cái da nó giòn, cái thịt thì nó trong này nó ngọt, nó mềm, nó không giòn cái đó. Mà bữa nay rõ ràng cuối mùa là cá lóc nó bự lên nhiều luôn á. Hồi đầu mùa mấy anh chị mà đẩy cơm mà bán cho mình nó là cá đâu có bự được vậy. Không biết là người ta có lựa cá bự ra người ta bán hay không thì mình không biết cả nhà, nhưng mà đưa vô là cá vừa vừa thôi, rồi thôi chứ không có cá bự như vậy. Lương cá ớt gì cũng vậy. Cuối mùa nó sẽ lớn hơn cái mùa gì. Mà con cá bự này á là sẽ khô á là nó cũng chua lắm nha. Tại vì cái giá nó rất là cao. Còn con cá tưởng tưởng á thì cái giá nó tương đối mình làm được. Cá này, cá bự này là bán mặn với cá nguyện câu rồi đó. Giá đúng rồi, mấy cá bự. Cá này là cá hơn nửa ký hết rồi. Mấy năm trước mình làm còn làm bún cá chê vàng mình ăn, Út nhớ không? Ừ. Nướng lên làm bún cá chê vàng á. Bữa đó chạy cá lạp hai mấy con này. Ừ, cá chê vàng kho tiêu chưa có. Dạ. Bây giờ Hằng cũng sẽ xuống thưởng thức cơm cả nhà, rồi nghỉ ngơi, coi chừng mình có làm gì làm, đóng hàng gì, phơi khô gì cho khách nữa. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ, hẹn gặp cả nhà clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt, chúc mừng hôm nay bội thu trúng mánh. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Ủa vậy ngày mai có đổ giớn nữa không bà? Ngày nào cũng đổ vậy.